hai xin chào các bạn chào mừng các bạn quay trở lại với trang Kia Daily ngày hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn các cách để mở chiếc cốp của xe Kia Cerato New thì đầu tiên là mình sẽ mở bằng chìa khóa các bạn nhé thì mình sẽ nhấn vào cái nút cuối cùng trên ba cái nút ở của chìa khóa thông minh thì mình nhấn giữ một chút thì chiếc cốp sẽ được bật mở một cách dễ dàng cách thứ hai là mình trực tiếp nhấn tay vào cái nút ở trên cốp thì ở ngay chỗ camera lùi này chúng ta sẽ thấy có một cái nút và chúng ta nhấn nhẹ vào đây Thì chiếc cốc cũng sẽ được bật lên một cách rất là nhẹ nhàng Kia Cerato có một cái cốp sau với 502 lít rất là rộng, đồng thời lò xo cốp bật rất là cao, đem đến sự tiện ích cho người dùng. Tiếp theo, cái cách thứ ba là chúng ta sẽ dùng cái lẫy ở ngay cái chỗ mà có bình nhiên liệu đây nữa nhé, các bạn nhé. Mình chỉ cần khẩy nhẹ cái lẫy này nên là sẽ mở được cốp thôi cách cuối cùng chính là mình cài đặt mở cốp thông minh bằng uh, smart track ở ngay trên màn hình hiển thị trung tâm thì đầu tiên là chúng ta hãy cùng uh, nhìn vào màn hình trung tâm các bạn nhé tiếp theo là gì chúng ta sẽ nhấn vào cái nút danh sách ở đây rồi chúng ta mở lên thì sẽ thấy là có các cái uh, tab của nó thì mình sẽ vào cái phần đo này nhấn ok sau đấy thì mình sẽ tìm cái uh, tính năng smart track và mình sẽ tích nó vào đây như ở đây này đang được tích sẵn này bây giờ mình sẽ bỏ tích nó đi nhá bỏ tích sau đó thì mình lại tích lại đó thì các bạn khi các bạn mà tích mà thấy cái dấu tích này được thì là nó đã nhận vào cái tính năng mở cốp thông minh 3 giây sau đó thì mình sẽ đi ra xa và mình quay lại thì cái cốp sẽ được bật mở như thế này vừa rồi trang cùng các bạn đã uh, cùng nhau uh, tìm hiểu về bốn cách mở cốp của chiếc xe Kia Cerato các bạn đừng quên nhấn like và subscribe để theo dõi những video tiếp theo của trang Kia Daily nhé xin chào và hẹn gặp lại.